可以一个题给它加起来。Sách cái này đã bị lấp. Lấp gì? Cát đã lấp xe tải mất rồi. Cậu không muốn đi chuyển được đâu. Không di chuyển được. Hiện đây bạn sẽ xúc tiếp nào được có hơi là nhiều cá mụn. Đi thôi hiện nào. Đây nào, thử kéo xem có đi được không nào. Đi được mà. Đi được. Lái nào. Được, con sẽ đi